bạn nha. Rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình tiếp tục đi ra ngoài biển để dòng ghe mắc cạn tiếp cho các bạn xem nè. Đấy, ở phía sau màn hình các bạn mấy anh em nhìn xem thì chiếc tàu mình đang chạy ra ngoài khơi ha. Thì bữa nay bầu trời rất là âm u, chuyển mưa rất là nhiều. Thì mình cũng dẫn đi lên chiếc tàu kéo huyền thoại mà đã dòng khá là nhiều thứ. Hiện giờ thì mực nước ở trên sông, trên biển rất là rộng, rộng sát méo luôn các bạn. Thì ở ngoài kia có một chiếc tàu đang chờ mình ra đó để dòng vô. Bây giờ thì mình tới đó mình sẽ bấm máy quay tiếp cho các bạn mấy em xem nha. Đây cái chiếc này hiện giờ mặt biển rất là rộng các bạn. Bây giờ mấy cái chiếc này ủi lưới bao ha. Đây các bạn mấy em cùng xem ha. Nước bữa nay rất là rộng kinh khủng luôn. Khá là đẹp mắt khi mà một cái bãi bồi nó hoa liền hiện nguyên hình luôn. Qua bữa nay biển rất là cạn. Đây các bạn thấy không? Kinh khủng luôn, biển bữa nay cạn. Chắc mình nghĩ là cái đoạn phim này khá là hấp dẫn đây. Vì chút nữa con tàu kéo mà các bạn thấy không, mấy cái vớn nè. Đúng là một bãi biển mà khi mà nước rộng rất là đẹp. Ở đây cũng vậy luôn. Hôm nay nước khá là rộng ha, khá là cao. Quá quá trời thò lòi luôn rồi. Bây giờ thì con tàu kéo này sẽ chạy từ từ nha, không khéo là sẽ bị cạn luôn á các bạn. Đây bực nước nè, một cái lòng kinh rất là hẹp. Chiếc ghe mình chuẩn bị dòng vô trong bờ, là tức là dòng vô trong sông, xin lỗi. Là tức là chiếc ghe trên màn hình các bạn vừa mấy em vừa thấy. Thì có nhiều anh em thắc mắc là mình dòng vậy là ăn bao nhiêu tiền. Cái này tức là mình không có lấy tiền nha. Tại vì mấy chiếc ghe này vô sửa chữa trong ụ đó, rồi bởi vì là chỉ dòng vô cho họ sửa chữa thôi. Chứ nếu mình không có bên đây mình không có dòng mà để ăn tiền. Thỉnh thoảng thì chủ ghe họ sẽ đổ dầu lại cho tàu kéo thôi, chứ hoàn toàn không có lấy tiền hết. Giờ con tàu kéo di chuyển một cách rất là chậm rãi để mà đến được cái chiếc tàu phía kia bị mắc cạn. Cái chiếc tàu đằng kia cũng khá là nhỏ, nhưng mà anh tài công bên kia không khéo đã gướng lên nguyên một cái giống như cái cồn á, gướng lên nguyên con lên đó luôn rồi. Mình cùng xem nha, rất là hấp dẫn đây. Biển giờ này sóng rất là mạnh. Các bạn mấy anh em chắc khó thấy lắm, thấy các bạn thấy không? Thấy dòng sóng nó cứ đưa vô đó. Vì trời vừa mới mưa xong á, có gió rất là nhiều. Đây ở trước màn hình các bạn anh em vừa xem thì có một chiếc vỏ cầu sò. Cái này không biết chiếc vỏ chiếc ghe nó cũng hơi lừng chừng ha. Vỏ ha. Này anh ấy đi mình lên thôi. Rồi đi vô đi. Gan rồi, ông gan rồi. Rồi bây giờ chiếc tàu kéo chuẩn bị mắc cạn luôn rồi. Đấy các bạn thấy không? Mình sẽ cùng chứng kiến điều gì sẽ xảy ra nha. Bên kia thì mấy anh em đang chuẩn bị dây để buộc ra phía sau của chiếc tàu kéo. Wow, tàu nhỏ mà cạn nguyên con luôn rồi. Cái lồng lạc em chạy mà chạy hướng lên đó, lồng lạc cái chân chính giữa rồi đó. Đấy bây giờ thì mấy anh đang chuẩn bị đem dây ra phía sau ha. Giây phút này rất là căng thẳng đây. Dạ. Trời ơi. Kiếm chuyện. Giờ hồi nãy con dây trúng vô đầu mình luôn các bạn ơi. Này kiếm chuyện mình quá. Đi ra nha, ra phía sau coi bán dây vô. Xem nè, gịch bê đít luôn nè các bạn. Dài quá vậy ta, dài quá anh Tạo. Đi lên, đi lên, đi lên. Đấy, chiếc tàu bên kia quậy đầu luôn. Thank you.
rất là thẳng luôn ha. Ồ, nghe cục cục phía dưới luôn. Trời, nước đục kìa. Giống như là sô-cô-la vậy. Chớn để vòng được cái khúc cạn rồi. Ghê hả? Sao che lại hả? Nhổng bánh đầu luôn trời, ghê hả? Bây giờ thì mình đã ra trước đầu của tàu kéo, quay xuống cho các bạn xem. Đây, anh này anh tài công ha. Đấy. Bây giờ đi theo hai anh. Đi gì vừa nghe chạy quá lọt xong luôn đó. Quá dễ dàng khi có một chiếc tàu kéo. Bây giờ anh về lại để anh bắt chớn. Không những là té luôn các bạn. Thank you.
kia chạy cũng dữ quá các bạn. Chiếc bên kia, chiếc tàu bên kia nó đề máy rồi. Quyết liệt ha. Giờ anh ấy xuống mở dây nha. Thì tàu nó hết cạn rồi nha. Wow, có chiếc tàu bên kia chạy kinh khủng ghê. Cái video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tiền nè, cái cân đi, cho tiền luôn nè. Có tiền nè, cân đi. Bao nhiêu tiền? Wow, mồi ngon không ha? Nhiêu tiền, cái này nhiêu tiền? Wow, tùm tích sống luôn rồi. Đây có tiền là lại, nhiêu tiền? Để tiền luôn nè. Cứ đi đặng lấy sọt rồi để tiền luôn. Nào giá giờ được nhiêu đó hả? Còn trước nữa kìa. Còn thương quyết không? Lụa. Có sòng ổng nữa kìa. Có sòng ổng nữa ha. Dạ, má ơi. Xíu lọt xong luôn rồi. Bây giờ vô mua hết đi, chạy hết ra giờ tới nhà luôn. Má đã mà không phải tới nhà vợ.